Xin chào các bạn. Các bạn biết không, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều dòng loa karaoke dành cho phòng kinh doanh đến từ rất nhiều nhà sản xuất khác nhau. Chính vì điều đó thì làm cho các bạn hoang mang không biết là lựa chọn cho mình cái loa karaoke nào dành cho phòng kinh doanh của mình là hợp lý nhất. Chính vì điều đó thì Vidya đã bỏ rất là nhiều công sức và tìm hiểu mang đến cho các bạn những dòng sản phẩm, đó chính là loa karaoke dành cho phòng kinh doanh, làm sao cho nó chất lượng nhất, bền nhất và cho chất âm tốt nhất. Và bên cạnh Nghĩa ngày hôm nay, đó chính là dòng loa BF Audio T12 Pro, là một trong những dòng loa được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về dòng loa này nhé. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Trước thì mời các bạn cùng nhau đánh giá về cái thiết kế ngoại hình của chiếc loa này. Loa BF Audio T12 Pro của chúng ta thì được thiết kế tương đối nhỏ gọn so với các dòng loa trên thị trường hiện nay, với chiều cao là 600mm, chiều rộng là 350mm, chiều dài của nó là 382mm. Và loa thì được sơn cái màu đen xám vô cùng mạnh mẽ và hiện đại. Đồng thời thì các cái góc cạnh và các đường thiết kế thì nó rất là uyển chuyển và nó bám sát theo cái thiết kế ngoại hình. Điều này làm cho chiếc loa chúng ta không quá cứng nhắc và khô khan. Mặt trước với lưới sắt bảo vệ màng loa tốt hơn, logo thương hiệu BF Audio được in nổi bật ngay chính giữa loa. Đặc biệt là có tem chống hàng giả của nhà sản xuất kèm mã vạch để quét. Loa BF Audio T12 Pro thiết kế có thể đứng hoặc treo bằng giá treo loa đặc biệt từ nhà sản xuất. Với phần lõm phía trên được thiết kế dạng tay cầm, giúp bạn di chuyển loa một cách dễ dàng hơn mà đỡ tốn sức. Mặt sau loa không có nhiều điểm đặc biệt, phần dưới cùng là rắc để kết nối dây loa vẫn với hai màu quen thuộc là đen và đỏ. Phía trên là hai khoảng quét đều tạo hình cho loa. Và sau đây là thông số kỹ thuật của sản phẩm. Và theo đánh giá của Vidya thì khi mà các bạn hát những bản nhạc mạnh như là nhạc đen, nhạc remix thì loa BF Audio T12 Pro của chúng ta sẽ mang cho cái phòng âm thanh của các bạn những cái âm thanh bốc và mạnh mẽ hơn. Còn nếu như các bạn thích những bản nhạc nhẹ như là nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc vàng thì chiếc loa này sẽ giúp cho âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng và dạt dào cảm xúc cho các bạn. Về hiệu ứng âm thanh, khi phối ghép với các thiết bị, chất âm của loa vẫn thể hiện rất rõ, tiếng bass chắc khỏe nhưng vẫn sâu lắng, treble sáng không thua kém những dòng loa cao cấp khác trên thị trường. Công suất cực đại có thể lên tới 1500W, quá đủ cho một phòng karaoke mà không cần thêm loa phụ trợ. Và sau đây là đánh giá một số ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm. Ưu điểm, loa BF Audio T12 Pro của chúng ta có chất âm tốt, độ bền cao thích hợp cho phòng hát karaoke, thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ, giá cả hợp lý nếu so sánh với các dòng loa đang có mặt trên thị trường. Về nhược điểm, loa lớn nặng không phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc không gian nhỏ dưới 30m², khó lắp đặt, treo rất cực, ngoại hình hơi thô cứng. Vừa rồi là đánh giá sơ bộ cho sản phẩm loa BF Audio T12 Pro của chúng ta. Và các bạn đừng quên là Vidya Shop có hệ thống showroom trải khắp trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đến với chúng tôi để test và trải nghiệm thực tế miễn phí. Bộ giá của sản phẩm của chúng ta là 21 triệu đồng, kèm theo là những phần quà vô cùng giá trị. Đầu tiên là dịch vụ căn chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500 ngàn đồng. Các bạn còn được tặng thêm 20m dây loa trị giá 300 ngàn đồng. Và đồng thời là sách hướng dẫn căn chỉnh âm ly trị giá 100 ngàn đồng.